Cái họa lớn nhất là không biết đủ, cái hại lớn nhất là lòng tham. Kính thưa quý vị, Lão Tử nói, họa mạc đại ư bất tri túc, cấu mạc đại ư dục đắc. Không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ, không có cái hại nào lớn bằng lòng tham muốn có được. Một vài người khi đã có được cuộc sống ổn định, tiếp đó lại truy cầu sự an nhàn. Khi đã có được cuộc sống an nhàn, họ lại muốn truy cầu hưởng thụ vật chất xa hoa. Kỳ thực, đắc được điều mình cần là phúc. Tham lam quá nhiều, ắt nhọc tâm. Vốn chỉ ăn hai bát cơm, nhưng vì tham thú cơm ngon canh ngọt mà ăn thêm một bát. Ngược lại, sẽ khiến tiêu hóa không tốt. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Thời xưa, một vùng nọ gặp lũ lụt, 5-6 người cùng chạy nạn. Một người trong số họ ra sức vùng vẫy, vắt kiệt lực nhưng vẫn không thể bơi nhanh được. Người bạn đồng hành thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi. Bình thường, khả năng bơi lội của anh là tốt nhất. Hôm nay sao lại rớt lại sau cùng thế này? Anh ta thở hổn hển đáp rằng, lưng tôi có rất nhiều tiền, dưới nước nặng quá nên bơi không nổi. Những người bạn đồng hành nhao nhao khuyên anh ấy, vứt số tiền đó đi. Mệnh sắp chẳng còn, còn cần tiền làm gì? Nhưng người đó vẫn cố chấp không nghe. Cuối cùng, những người khác đều thoát nạn, duy chỉ có anh ta bị chết đuối giữa dòng nước lũ. Đạo Đức Kinh có câu, thịnh ái tất đại phí, đa tàng tất hậu vong. Quá chấp ắt thống khổ, tham lam ắt diệt vong. Quá chấp trước vào một sự việc gì đó, cuối cùng sẽ phải trả giá đắt. Nỗi thống khổ của con người đều bắt nguồn từ lòng tham. Đừng để những chuyện phiền nhiễu bên ngoài xâm chiếm cái tâm mình. Đừng vì lòng tham mà ngăn trở con đường của người khác. Đường là để mọi người cùng đi. Đi càng nhiều mới có thể càng khiến con đường dưới chân bình phẳng. Đừng vì dục vọng mà tranh giành những thứ mình không nên đắc. Bởi lẽ đức không xứng vị thường sẽ mang tới tai ương. Sướng khổ trong đời người đều bắt nguồn từ cái tâm của chúng ta. Nếu muốn sống vui vẻ, trước tiên đừng khởi lòng tham, đừng động vọng niệm. Mà muốn như vậy thì cần phải thông tỏ. Con người sống trên đời, điều khó nhất chính là hai chữ thông tỏ. Khi đã nghĩ thông, tự nhiên sẽ mỉm cười. Khi nhìn tỏ, mới có thể buông tay. Cổ nhân từng có câu kệ rằng, xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu lòng chẳng có sự lo phiền, chính là thời tiết đẹp chốn nhân gian. Những chuyện phiền não trên cõi hồng trần thế gian rất nhiều. Nếu không đối đãi bằng tâm bình thường, coi nhẹ, bạn sẽ luôn cảm thấy những phiền não này dính mắc trong tâm. Những người thực sự có tầm nhìn lớn, thường biết rõ mình muốn gì, họ sẽ tiến thẳng tới mục tiêu mà tâm không bị quấy nhiễu bởi lòng tham và dục vọng. Những người như vậy lại càng không bận tâm vì người xấu, chuyện dở, không vì được mất trong quá khứ mà lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt. Làm người quý ở cảnh giới, không tham lam, không phiền lụy, có thể giải thoát khỏi những áp lực và phiền muộn. Nhờ vậy, con người mới có thể tập trung tinh thần làm những việc thực sự hữu ích. Khoan dung người khác là giải thoát chính mình. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi việc phát sinh mâu thuẫn, sai lầm. Bởi vậy, nếu một người không có tấm lòng khoan dung, không thể tha thứ cho lỗi lầm của người khác, thì sẽ rất dễ dàng khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt hơn. Điều đó không chỉ làm cho bản thân và đối phương bị áp lực, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến hoàn cảnh và con người xung quanh. Có một người mẹ chồng nọ rất không vừa lòng với cô con dâu mới trong gia đình. Mỗi lần cô con dâu phạm sai lầm, cho dù là một điểm nhỏ thôi, cũng khiến cho bà giận dữ. Người mẹ chồng luôn phàn nàn với hàng xóm. Lúc thì bà nói, con dâu tôi
việc bếp núc rất cánh còi, tỏi hay hẹ cũng không phân biệt được. Khi thì bà lại phàn nàn: "Tôi thật là xui xẻo, vì có một đứa con dâu lười biếng, không chịu làm việc nhà, thường xuyên làm thêm ở công ty, đến đêm mới về, mà không biết có đúng là tăng ca hay không, hay là đi chơi lêu lổng bên ngoài." Ngày qua ngày, người mẹ chồng cứ một mực phàn nàn và không hài lòng về con dâu. Vì vậy, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu trong gia đình càng ngày càng căng thẳng. Cuộc sống gia đình vô cùng ngột ngạt. Người con dâu rất chán nản, cảm thấy dường như có khoảng cách rất lớn. Một hôm, có một người bạn cũ của người mẹ chồng đến nhà chơi. Trong khi nói chuyện, người mẹ chồng nhìn qua cánh cửa sổ, rồi chợt chỉ vào dây quần áo đang phơi ngoài ban công và lại phàn nàn: "Bà này, tôi thật không biết là mẹ đẻ của con dâu nhà tôi đã dạy dỗ nó như thế nào, mà ngay cả quần áo nó giặt cũng không được sạch. Bà nhìn xem, quần áo giặt rồi mà còn loang lổ thế kia. Làm thế này chẳng phải là tốn thời gian và nước giặt sao?" Người bạn của bà mẹ chồng sau khi nghe xong, cẩn thận nhìn lên một lúc, rồi nhân lúc người mẹ chồng đi vào trong, lặng lẽ cầm chiếc rẻ lau xoa vào cánh cửa sổ, sau đó nói: "Bà ơi, bà ra nhìn lại mà xem có khác gì không." Người mẹ chồng ra nhìn lại, rõ ràng quần áo đang vơi ngoài ban công đều sạch sẽ. Người mẹ chồng sững sờ rồi lại nói: "Là do cánh cửa sổ." Người bạn của bà bèn nói: "Hãy nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung hơn, bà sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều." Từ đó về sau, người mẹ chồng như tỉnh ngộ ra. Bà xóa bỏ thành kiến với con dâu, không dùng ánh mắt khó chịu để nhìn con dâu nữa. Thậm chí bà còn tha thứ và bao dung hơn với những sai lầm của con dâu mình. Người con dâu vẫn muốn gần gũi hơn với mẹ chồng, thấy mẹ chồng thay đổi cũng rất nhanh hòa hợp. Hai mẹ con họ ngày càng yêu thương lẫn nhau. Cuộc sống gia đình trở nên vui vẻ, đầm ấm hơn trước rất nhiều. Có câu, biển không chối từ nước nên mới trở nên rộng lớn. Trong thế gian, mỗi người đều cần có lòng dạ bao dung. Nội tâm càng rộng lớn bao nhiêu thì thế giới trước mặt lại càng rộng mở bấy nhiêu. Một người nếu cứ luôn trách móc, luôn để tâm quá mức tới sai lầm nhỏ của người khác thì sẽ không nhận ra chỗ thiếu sót của bản thân mình. Khoan dung đối với người khác không chỉ có thể làm lay động được người khác, mà còn có thể an ủi, vỗ về và làm thanh tịnh bản thân. Thường xuyên lau rửa cửa sổ tâm hồn của mình, không che đậy chỗ bẩn bụi của mình, mà khiến cánh cửa ấy sạch sẽ thì mới có thể nhìn được cao, được xa. Tha thứ cho sai lầm của người khác thì trong tâm mình sẽ có nhiều thêm một phần không gian, nhiều thêm một phần nhân ái. Cuộc sống sẽ có nhiều hơn sự ấm áp, nhiều hơn ánh nắng mặt trời.